Mới tình thứ ba thì quen nhau được 2 tuần thì cái người đó trước đây là người đó đã có mối tình là quen nhau 4 năm, yêu đương 4 năm thì người ta là quen nhau được 2 tuần phát là người ta bỏ, người ta đi theo mối tình ban đầu, người ta không quên được. Đau xót quá. 3 mối tình nó thấy cuộc đời, thấy đàn ông thấy đúng là đường tình ái nó trưng chuyên quá anh hả? Dạ. Mấy chồng rồi về cũng được có vài tháng rồi không hợp, không hợp rồi thôi chia tay. Chị có con chưa? Chưa, tức là vài tháng chưa có con. Tại vì mình thích những cái người là giống như là hiền lành, biết lo bằng ăn. Mà lúc quen thì được lắm, mà lúc lấy về thì lại là không có lo bằng ăn. Theo anh nghĩ là cái anh này thì người Bắc thì người ta cũng rất là chịu khó, cũng được. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Rồi mời nhà trai giới thiệu về mình nào. Dạ, khi chào MC Quỳnh Linh. Dạ, chào anh. Chào Ngọc Lan cùng quý khán giả. Mình tên là Đồng Tiến, sinh ngày 25 tháng 12 năm 1972, quê ở Thái Bình nhưng mà mình vô Đắk Lắk từ hơn 35 năm nay rồi. Rồi bây giờ anh làm công việc gì? Mình đang làm ở công ty gỗ ở trên Bình Dương, mình làm được 15 năm rồi. Rồi, nhà gái chào nhà trai nha. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Mình xin chào, em chào anh. Rồi chào anh Huyền Linh, em chào Ngọc La. Dạ. Mình tên là Nguyễn Thị Gắm, mình quê ở Bến Tre. Sinh năm 83. Chị Gắm làm công việc gì? Làm nghề làm neo. Dạ, chị làm ở đâu ạ? Làm ở Bình Chánh. Là tiệm của mình hay mình làm cho anh ta? Dạ, tiệm của em. À, tiệm của em luôn hả? Ở đó là mình thuê rồi mình làm tiệm luôn hả chị? Rồi chị ở với ai? Ở đó là ở một mình. Dạ. Thì cũng một có thợ luôn tới làm. Dạ. Rồi anh Tiến, anh có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của mình thì mình thích hát, rồi hát. Không rượu, không bia, không cà phê, không gì hết á. Thì mình con người là siêng năng, chịu khó. Thích hát, hát hay hát, hát hoài luôn anh hả? Nhưng là nếu mà có thời gian mà hát thì mình hát cả ngày được. Rồi bây giờ hát câu gì vui vui coi nè, cho nó không khí coi. Gặp lại em mùa mưa con đường xưa đây rồi, gặp lại em nhịp chiêng trên nghiêng nghiêng đêm mời, ánh mắt nay tiếng nói ai thương thương hoài, gió thế đây lắng thế đây không vơi đầy, lời chào như xưa, lời mời như xưa, nhịp đôi đúng đưa vẫn như ngày nào. Hay, đúng là người hát hoài luôn, hát hoài nó quen luôn ha. Yeah. Rồi mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi ạ. Sở trường của chị là gì? Biết làm neo nè. Thích nấu ăn. Thích nấu ăn nè. Rồi thích là thời gian rảnh thích nấu ăn rồi dọn dẹp sạch sẽ. Nhà gái nói nhỏ quá hả? Nhà gái nói lớn lớn xíu nè. Nhà gái là thích nấu ăn, thích dọn dẹp công việc nhà rồi này nọ, nói chung là thích trang trí nhà cửa. Nhà gái hơi run. Hơi run hả? Nhà trai có khuyết điểm gì? Mình thì có khuyết điểm là hút thuốc này. Hút thuốc rồi cũng hơi nhát nữa. Hơi nhát. Dạ. Hút thuốc nhiều không? Ít thôi ạ. Rồi ít thôi ha. Bỏ thì càng tốt, chắc có vợ là vợ bắt bỏ đó. Dạ. Nhút nhát nữa. Đường tình duyên của anh Tiến sao? Tình duyên của mình thì cũng có 3 mối tình. Thì mối tình ở yêu qua điện thoại 3 năm và đến khi mà gặp nhau được mấy ngày rồi đi đến hôn nhân ấy thì xem bói, rồi ông thầy bói bên nhà gái đó là ông ngoại đấy, thì xem bói thì có nói tháng sau cưới, thì ra gặp được mấy hôm thôi là cưới, nhưng mà đi vô trong này thì người ta nói là nhà xa quá không vô nữa, mẹ thì người ta không cho lấy nữa, thế là thôi là một đám dừng đám cưới luôn. Dạ, không, tức là chỉ có đi xem để gọi đến định ngày thôi. Tức là chưa cưới thôi hả? Quen nhau 3 năm rồi. Cách đây là lâu lắm rồi, mười mấy lắm. Rồi mối tình nó coi như rồi, sắp tới đám cưới mà cưới không được. Dạ, dạ. Rồi chứ còn mối tình nữa thì cũng có một mối tình nữa thì cũng bạn bè anh em đồng nghiệp giới thiệu thôi, thì đến nhau được mấy tháng á thì cũng tính bàn là đi về quê sinh sống, sau này không làm ở trên Bình Dương nữa, đi về quê sinh sống, nhưng mà người đó lại lúc thì nói là thích về quê, lúc thì muốn ở trên này, nên là cái lập trường nó không vững nữa là mình chia tay. Chia tay luôn. Đúng rồi. Lập trường không vững. Dạ. Rồi mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba thì quen nhau được 2 tuần thì cái người đó trước đây là người đó đã có mối tình là quen nhau 4 năm, yêu đương 4 năm thì người ta là quen nhau được 2 tuần phát là người ta bỏ, người ta đi theo mối tình ban đầu, người ta không quên được. Đau xót quá. 3 mối tình nó thấy cuộc đời, thấy đàn ông thấy đúng là
đường tình ái nó trưng chuyên quá anh hả? Dạ. Yeah. Cái ngày gần đây, cách đây khoảng mấy ngày đó mình cũng có đi xem bói ấy, thì ông thầy bói có nói phải đặt hai cái lễ gì đó là 4.8 triệu nên mình cũng chưa làm. Đặt lễ gì mà 4.8 triệu? Thì hai cái lễ thì một lễ gì đó, một lễ tình duyên gì đó, thì là bộ hai lễ gì đó là cách đây mấy bữa thôi. Thôi làm chi đây, mất công tốn tiền. Dạ, dạ. Lễ anh gì anh, lễ thoát lễ hả? Anh cho. Đâu mà bói toán hoài luôn vậy, được cuối cùng được tình duyên cũng cắt cỡ đúng không? Dạ. Rồi. Thấy nhà trai tôi chưa? Đường tình duyên nó khổ vậy đó. Nhà gái sao? Nhà gái thì sao ạ? À? Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Cũng 2-3 mối tình. 2-3 mối. Cái mối nào mà sâu nhất và mình ấn tượng nhất? Hồi lúc mới lớn thì cũng có quen một mối tình cũng 3-4 năm. Dạ. Rồi cũng quen mà không có hợp tuổi, rồi hai gia đình không có đồng ý. Không hợp tuổi nữa. Rồi cuối cùng thì cũng chia tay. Rồi sau này cái thì cũng có lấy chồng, mấy chồng rồi về cũng được có vài tháng rồi không hợp rồi thôi chia tay. Chị có con chưa? Chưa, tức là vài tháng chưa có con. Tại vì mình thích những cái người là giống như là hiền lành, biết lo bằng ăn. Mà lúc quen thì được lắm, mà lúc lấy về thì lại là không có lo bằng ăn. Nhưng mà chưa có con thì cũng vẫn không sao, cũng không có cái gì. Thôi, nói chung là hai người trắc trở quá. Thôi bây giờ mình nói về chuyện tương lai đi. Chuyện cũ mình bỏ qua ha chị ha. Bây giờ mình nói về tương lai đi. Bây giờ chị mong muốn có một người yêu như thế nào, chị nói cho Ngọc Lan nghe đi. Nói chung là cần cái người thiệt tình, rồi biết lo làm ăn, rồi biết cư xử lễ phép với người lớn. Rồi nói chung là người ta sống sao mình sống vậy, chứ đừng có khác. Anh này anh làm một chỗ luôn 15 năm rồi. Anh rất là kiên trì luôn, mà làm một chỗ vậy là rất là gọi là an toàn rồi. Dạ. Đừng có nói láo, nó xạo rồi. Nói chung là lúc quen sao, lúc cưới y chang vậy đúng không? Đó. Biết quan tâm với nhau. Đó, nói chung chỉ là phụ nữ. Chỉ cần quan tâm gia đình, anh trai có quan tâm gia đình không? Dạ, thì được cái điều đó thì em ok rồi. Rất ok. Em chào anh. Dạ, anh chào dạ. Anh. Dạ. Đường tình anh trắc trở lắm. Bây giờ có vấn đề quan trọng là chị có nhu cầu về ngoại hình như thế nào không? Chứ mày cũng bình thường thôi. Cao thấp làm sao? Chị muốn làm sao? Cao thì cỡ 1m6 lên thì thôi, vừa người được. Rồi tóc tai khỏi đi, dù nó khỏi đi. Sao đâu bình thường. Sao cũng được đúng không? Sạch sẽ, sao cũng được rồi được. Sạch sẽ, gọn gàng, tóc chảy mức rượt là được đúng không? Đừng okay. Nhắc tóc tai đây cho tôi. Mới hớt tóc đẹp trai á. Tóc tai gọn gàng. Gọn, rất gọn luôn. Bây giờ nè, anh nói cho mà mỗi bà biết coi mình muốn tìm vợ thế nào. Mình thì mình không cần yêu cầu gì lắm, bởi vì thứ nhất là người ta nói hợp nhau thì cũng ít khi hợp nhau lắm, nhưng mình chỉ quan trọng là thương, biết thương nhau, thông cảm và biết thương yêu nhau và tôn trọng nhau trong cuộc sống. Đúng rồi. Cùng nhau chia sẻ trong mọi công việc. Dạ. Kể cả gia đình hay bất cứ kể cả công chuyện gì cũng phải chia sẻ cùng nhau. Đấy là mình chỉ mong muốn vậy thôi. Rồi. Ngoại hình chiều cao thấp cũng quan trọng mình đúng không? Không quan trọng điều đó, không bởi vì là mình hết. Cứ thể mình yêu cầu mình muốn cũng không được. Tức là con người làm sao mình tôn, quan trọng là mình phải tôn trọng nhau thế thôi. Chứ còn dù đẹp mình không tôn trọng nhau thì cũng đối với Tiến thì tuổi tác thì sao? Anh có quan trọng tuổi tác không? Tuổi tác thì Tiến không quan trọng mấy. Bây giờ bên kia có kết hôn rồi, có anh có ngại gì không? Chưa có con anh ạ. Chưa, mình hỏi là có con chưa? Chưa. Không, dù mình thì mình không quan trọng lắm đâu, bởi vì thứ nhất là dù có con hay không mình cũng không quan trọng. Bởi nếu như có con ấy, mình đặt câu hỏi rằng ví dụ nếu có con ấy, thì mình có thể mình quý đứa nhỏ đó thì đứa nhỏ sẽ quý mình. Dạ. Thì mình nghĩ vậy thôi, còn về cái mà người ta có một lần rồi thì mình cũng không sao cả. Rồi. Quan trọng mà sau này là người đó phải chung thủy với mình. Đúng rồi, mình quan trọng hay đó anh trai. Thích anh vậy đó. Dạ. Rồi. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Đúng rồi. Nhà trai đi với ai ạ? À? Mình đi có một mình thôi. Có ông Mai lo. Nhà gái ơi, mình đi với ai vậy? Dạ, đi với anh bạn, anh nuôi. Anh nuôi hả? Anh nuôi ơi. Chào MC Quỳnh Linh và cô Ngọc Lan. Dạ. Tôi anh của Gấm ạ. Nói chung là nhìn anh bên này thì cũng được. Không đến nỗi. Quan trọng là hai em có nhu cầu để mà đến đấy thì phải có một thời gian trao đổi nữa. Theo anh nghĩ là cái anh này thì người Bắc, người ta cũng rất là chịu khó, cũng được. Nói chung là cuộc sống thì anh chưa có gia đình. Bây giờ anh thì đang muốn là để kiếm một mái ấm gia đình để lo cho cuộc sống sau này thì anh thấy là cũng được. Dạ. Quan trọng là giờ lo gia đình rồi. Anh trai đây là người rất là hiền lành, chân chất nha. Rồi, cảm ơn nhà trai, nhà gái nhiều. Cảm ơn nhà gái của mình ạ. Mình cho hai bên gặp mặt đi Lan. Đúng rồi, mở rào. Bắt đầu đi anh. Rồi, mời nhà trai. Ta chuẩn bị kỹ lưỡng chưa? Bó hoa rất đẹp luôn. Nhà trai tặng gì cho nhà gái vậy?
Bây giờ bộ nó hoa viễn này kia bộ váy. Mình có thể mở ra cho nhà gái xem luôn được không? Với cho khán giả xem nữa. Mới gặp lần đầu tiên tặng váy ha, tình cảm chưa? Để ướm thử. Anh nghĩ là có thể là anh cũng thích thì chắc chắn anh cũng có cái tầm mắt mà anh cũng có rất thích. Đâu mình đưa ra coi ướm ướm ra được không? Vừa không ạ? Okay. Anh khai thiệt đi, cái này anh tự đi lựa hay là ai lựa giùm anh? Anh tự anh lựa lấy, bởi vì anh cũng cân là tầm khoảng 50kg đến 1m6 rồi đó. Trời, sao mà giỏi dữ vậy trời? Chuẩn bị kỹ lắm á. Qua cái chân lần đầu tiên gặp anh, anh gặp anh thì em thấy nào? Dạ, em đang run em không biết nói gì. Vẫn thấy anh dạ dễ mến. Anh thì lần đầu tiên anh gặp em thì anh cũng thấy em thì cũng một người rất là hiền, cũng rất thử nghị, anh cũng rất hiền. Mà anh thì anh cũng thích một người hiền thôi, mà ăn nói nó cũng nhỏ nhẹ một chút. Yeah. Anh thích là như vậy. Thế giờ thì nếu như anh và em mà có duyên đến với nhau thì đến khi nào thì em có thể đến xa hơn được nữa? Nói chung là em cũng không biết khi nào. Nói chung là có tình cảm thì em nói chung là em cũng cần kết hôn sớm để có một gia đình, để mà một gia đình mình chăm sóc nhau. Giờ cũng lớn tuổi rồi, em cũng muốn là được cỡ vài tháng. Nếu như anh và em có duyên, dạ, thì anh cũng chỉ muốn từ 6 tháng gì đó thôi. Dạ, thì dạ. Đi hôn nhân. Còn nếu như mà ví dụ là bộ chờ đợi 1-2 năm thì thực sự dạ, anh sẽ dừng đó, anh không tới hôn nhân nữa. Bởi tính anh đã không thương thôi, thương phải đi đến hôn nhân. Em muốn một gia đình thế nào nói cho anh nghe đi, muốn một người chồng thế nào nói cho anh nghe đi. Em cũng thì cũng lớn tuổi rồi, em cũng muốn có một sinh con. Nếu mà tìm hiểu được thì kết hôn để mà mình sinh con sớm hơn, chứ nhưng mà để 1-2 năm em không có chịu. Vậy anh có chuẩn bị gì để mà được hợp nhau vậy để mà cưới, anh có chuẩn bị chưa? Cái này thì ok, đối với anh thì ok. Nói chung thì nếu mà anh và em đến với nhau được thì ví dụ như 1 tuổi tháng sau anh cũng cưới được ngay. Dạ. Chưa cần phải đến cuối năm. Rồi cưới nhau thì hai anh chị sẽ ở đâu nè? Về bên anh ở hay là về bên chị ở, hai anh chị bàn với nhau luôn đi ạ. Anh thì thích cái này, bởi vì nếu như anh và em có duyên với nhau thì nếu như trước mắt là đến với nhau thì anh vẫn phải công tác đây vài năm nữa. Bởi vì tính anh muốn là về hưu. Đó. Vài năm nữa là anh về hưu rồi. Thứ hai nữa là sau này khi về hưu thì anh sẽ về quê sinh sống ở quê. Đấy là anh thích nhất. Nói chung em thì em cũng thích ở đây. Anh nghĩ rằng là anh trai phải chủ động nhiều hơn. Bởi vì chị gái ít nói lắm. Lên đi anh. Mình lên đây mình nắm tay nhau, mình giao lưu một chút xíu về cảm xúc nè. Rồi nhà trai hãy nắm tay nhà gái nào. Bây giờ anh nói hai gì tay à? Anh hát gì cho bạn gái nghe đi. Thì qua cái chương trình Bạn Muốn Hò này thì anh cũng chẳng biết. Thứ nhất ấy, thì anh mong muốn là khi mà đến nơi đây là mình cũng có duyên rồi. Nếu như anh và em đến nhau anh nói, còn nếu đến nhau thì anh cũng mong muốn là những tất cả những gì tốt đẹp nhất anh sẽ dành cho em. Còn qua đây thì anh cũng hát cho em một khúc 50 điệp khúc, tức là bài hát Ngẫu Hứng Qua Cầu. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền nai qua sông nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, mùa mưa cầu treo dẫu có đưa dâu. Bằng lòng đi em dưới mái tranh nghèo, về đây nhà quê chỉ có tấm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Trời, thôi được rồi, về chỗ này nào. Rồi, hai anh chị về chỗ. Bây giờ thì hai anh chị để tay vào nút bấm đi, đưa ra quyết định của mình nha. Các anh chị sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Chị không bấm. Không bấm chị gái. Lý do gì vậy? Tại muốn lấy chồng về xa quá không thích. Lấy chồng xa quá không thích hả? Anh ở Bình Dương mà. Sau này anh cũng đi về quê. Biết đâu được khi anh yêu quá rồi thì anh đã về với chị chứ anh không về quê nữa. Đúng rồi. Bây giờ đó là cái ý ta vậy thôi, già ta về quê thôi mà chừng nào mới già, chừng nào mới về quê. Đó, quan trọng là cái sự lựa chọn của mình đừng có dựa vô mấy điều đó nữa, mà dựa vào cái trực giác của mình thấy hợp hay không thôi. Rất tiếc là chị gái không có bấm. Thôi thì chú
chúng ta lên đây để cùng đưa ra những cái quan điểm của mình, để biết đâu trên sóng truyền hình sẽ có người là chọn lựa mình, bấm cho mình ha. Như vậy là một chút hối tiếc gì đó mà không sao anh ạ, nha. À, có thể mình lấy số điện thoại làm bạn với nhau cũng được nha. Bây giờ sẽ là phần quà dành cho anh chị. Chúc hai anh chị sẽ sớm tìm một nửa manh ghép của mình nha. Đi xuống cái vòng ở đây luôn. Chị đi đường này. Em cầm quà xuống cho. Huyền Linh và chào chị Cát Tường ạ. À. Bạn dạ. Có thể giới thiệu tên mình làm nghề gì? Em tên là Thái Châu. Năm nay 31 tuổi. Hiện đang là nhân viên thiết kế của một công ty Nhật. 31 dạ. Tuổi ha. Rồi dạ. Mời bạn nữ. Chào chị Cát Tường ạ, à. Em chào anh Huyền Linh ạ. À. Chào em, em tự giới thiệu về mình. Em tên Nhung ạ, à. Năm nay 27 tuổi, em là nhân viên văn phòng ạ. À. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Tính tới thời điểm hiện tại thì có được 2 mối tình dắt dai rồi ạ. Chia tay cách đây bao lâu? Mối tình gần đây nhất thì 2 năm rồi ạ. 2 năm qua không ai theo đuổi mình sao? Trong 2 năm qua thì nó thời gian đủ để nguôi ngoai. Cái mối tình đó sâu đậm lắm hả? Cũng 4 năm chị. Vậy tại sao phải chia tay vậy? Dạ, lúc đó thì nói chung là cũng chưa có chín chắn lắm. Với lại có nhiều cái, em với bạn đó có nhiều cái mâu thuẫn nhỏ và mình không ngồi lại mình chia sẻ với nhau. Vậy thì bây giờ là bạn nguyện vọng như thế nào? Trong tình yêu thì em quan điểm rằng là hai người phải là có niềm tin với nhau. Thì mình hiểu nhau thì nó có thể vượt qua được những cái cám dỗ. Bạn Dung bên kia cho anh hỏi tí xíu. Theo như em nói là niềm tin thì nếu mà vậy thì tin là tin như thế nào? Anh có thể dao động bởi mọi người xung quanh tác động, nhưng mà anh có niềm tin vào người đó thì anh sẽ vượt qua được. Vậy theo em á, thì trong tình yêu con tim với cảm tính thì em nghiêng về cái nào nhiều hơn hả? Em nghĩ tình yêu thì hơn con tim nhiều hơn, tại cảm tính thì có thể nhất thời, thời điểm này mình như vậy, thời điểm sau mình có thể khác. Còn lý trí thì sao? Anh hỏi khó quá. Giờ hỏi là câu cuối cùng. Hỏi sao? Xíu em trả lời anh được không ạ? Rồi, chốt. Hôm nay em đến đây em mong muốn gặp một cái người bạn trai của mình là một người như thế nào? Thứ nhất là phải hơn em 4 tuổi. Bên kia là bao nhiêu tuổi? 31 rồi chị. 31. Bên đây 27 là vừa luôn á. Vừa luôn, đúng 4 tuổi luôn á. Rồi ngoài cái tuổi tác ra mình còn mong muốn được điều gì nữa? Em thích người bạn nam, những gì em làm không được thì em thích bạn nam làm được. Ví dụ như em rất thích bạn nam biết chơi guitar và biết hát. Hát hay hơn em là được. Bạn biết hát được, biết guitar gì không? Em chỉ biết hát thôi chị. Thái Châu hát hay lắm. Dạ. Bây giờ hai bên nào hát trước nè. Bên đây cũng hát hay lắm đó mà muốn bạn trai mình hát hay hơn. Dạ thưa, em làm gì cũng được nhưng đừng kêu em hát. À chính như vậy mới muốn bạn trai là dạ. Hát phải không? Dạ. Vậy bạn trai hát đi. Dạ. Em thì thường hay hát karaoke cho nên nếu mà hát mà có quên lời hay là sai lời thì... Không sao, miễn có hát là bên đây cho thêm điểm rồi. Chỉ cần được thấy em cười vui, thấy em bình yên là mọi buồn đau, mọi lo toan cùn sống như dần tan biến. Điều anh mong ước thân gian đơn, ước mong ngày sau dù đời buồn đau, mình luôn mãi gần nhau. Hạnh phúc xa vời với biết bao người, với riêng anh thì không, bởi biết rằng anh luôn có em cùng chia sẻ buồn vui. Không biết được chưa hai em? Giọng hát như vậy có đủ thuyết phục được em không? Thứ nhất là tự tin hơn em khi trình diễn, và thứ hai là hát hay hơn em là được rồi ạ. Thôi được rồi. Tiêu chí bạn gái như vậy, còn tiêu chí bạn trai thế nào? Trước hết là phải có tí sắc. Thứ hai thì bạn gái thì phải biết suy nghĩ. Ai không biết suy nghĩ? Suy nghĩ gì bạn? Nghĩ tốt về em. Ủa, mình tốt là mình nói tốt. Dạ. Không lẽ mình xấu? Mình xấu bắt ta suy nghĩ tốt. Nhưng mà tại vì bạn đó nếu mà là bạn gái của em thì cũng em xấu cũng phải nghĩ em tốt. Bậy bà. Phải có niềm tin mà chị. Niềm tin thì tin, nhưng mà em phải tốt thật người ta mới nghĩ em tốt chứ. Tự nhiên em xấu bắt người ta niềm tin nghĩ tốt. Đẹp, mình xấu quắc rồi nói đẹp quá. Rồi, còn gì nữa? Em thì không có giỏi xã giao. Bạn nữ nếu mà được thì xã giao tốt một tí xíu. Em chỉ vậy thôi. Không thích là bạn gái. Một là đừng quá quê. Vì mình là con gái cho nên mình phải biết chăm sóc mình một tí xíu. Ủa nó nghe nè, bộ bạn đẹp lắm hả? Dạ không. Ta đang gọi là nói lên cái sở thích. Ví dụ của bạn đó. Về nhan sắc á, là tại vì bạn đòi là một người phụ nữ có tí sắc đúng không? Dạ. Bây giờ nếu về nhan sắc bạn tự chấm điểm bạn được nhiêu điểm? Thì chắc cũng khoảng 7-8 điểm chị. Rồi để tôi qua tôi coi. Không phải là chết với tôi. Tôi rối não với ông này quá, tức quá. Dạ chào chị. Sao chị được 7 điểm không chị? Đứng lên xây vòng coi.
thương tình lắm mà cho 6 điểm. Cảm ơn chị. Muốn người bạn gái mình là người như thế nào? Cỡ như Mỹ Tâm đó chị. Có bao nhiêu mối tình rồi? Em thì chính thức thì chưa. Hàng chi đòi hỏi nhiều quá. Nắm tay chưa? Dạ rồi. Hôn chưa? Dạ chưa. Lát chị cho thử. Ai cho? Chị cho thử hả? Come on. Let's... Gàng lắm đó. Biết hôn không? Chắc sơ sơ chị. Đâu lính rồi làm thử coi. Chị lại làm khó em. Dám không? Cái gì đỏ mặt mới có hung thôi mà. Làm luôn. Chút đi chị. Để anh lấy, em lấy lại bình tĩnh thôi. Run lắm hả? Dạ. Coi đâu đơn giản hung chị mình thì hung ngay trán. Dạ. Ai kêu hung ngay mỏ chị mà. Run gì run. Nó tưởng tượng trong đầu là nó hung cái mỏ, hiểu không? Nó tưởng tượng vậy đó. Dạ. Coi đâu. Anh là coi nè, làm liền nè. Thôi khỏi. Lợi dụng. Rồi, một chút xíu về nghề nghiệp của mình. Dạ, em làm về thiết kế máy. Ví dụ công ty họ yêu cầu nhân viên thì phải làm đóng dấu, mỗi người tự đóng. Thì bên em làm tự động vô, truyền vô băng truyền thì máy tự đóng, đi ra luôn. Giống như kiểu robot đó hả bạn hả? Dạ, bên em cũng có sử dụng robot luôn. Rồi. Mình làm robot tình yêu được không? Dạ, nếu mà anh đặt hàng mà nếu mà được giá thì tụi em cũng làm được. Anh đặt cô nè, đẹp, rồi thương chồng nè, chung thủy nè, ở nhà không đi đâu nè, lo cho con nè, thắm rửa giặt rũ cho anh hết nè. Chỉ cô nha, vợ nha là đẻ. Trời ơi, được không? Thôi, bây giờ hỏi robot tôi biết gì con người đây, không chịu hỏi. Hôm nay mình tới đây có ai theo ủng hộ mình không? À, dạ có, em đi với bạn thân của em. Bạn thân của rồi, em. Rồi, mời bạn thân. Chào em, em tên là gì? Em tên Hiệp. À, Nhung không ai đeo đuổi hả em? Dạ cũng có mấy người đeo đuổi chị, nhưng mà có lẽ là Nhung cảm thấy không hợp về tính tình hay là cái gì đó thì Nhung không có tiến tới được với Nhung mấy người đó. Tính quá không? Nhung không phải là khó tính mà là Nhung có những cái mục tiêu, những cái yêu cầu riêng của Nhung đối với cái đối tượng đó. Và có lẽ là những cái đối tượng trước á mà tiến tới với Nhung thì không thỏa mãn được Nhung ở cái mảng những cái mục tiêu. Nên em nghĩ cái anh bên đó 31 tuổi chưa có bạn gái lần nào, em thấy sao? Em không tin đâu. Không tin? Dạ, có vẻ ảnh có vẻ đậm hoa chứ không phải là kiểu thiếp người khép nép. Cảm ơn em. Dạ. Hôm nay bạn có đi với ai? Dạ không, em đi một mình. Bây giờ chúng ta sẽ gặp nhau để xem coi trái tim mình có đập hay không, rung động hay không. Dạ. Thôi chúng ta kéo màn lên. Là cho anh lên 7-8 điểm hay không là quyền của em nha. Theo chị 6 điểm được không chị? Chị cho 6 điểm ạ. 2 phút dành mặt nhau bắt đầu. Dạ, chào em. Em có món quà nặng ký tặng anh. Rồi, anh cảm ơn nha. Dạ. Anh có tò mò trong đó có gì không ạ? Để anh mò một tí rồi tôi nói ra cái việc này. Dạ, anh có thể đoán ạ. Đừng nói hai cục gạch nha em. Cái đó là món trò chơi xếp hình gỗ. Rút ra phải không? À dạ, đôi khi đi cà phê với bạn bè anh có thể chơi dùng với bạn, đôi khi anh không thích nói chuyện thì anh có thể lấy này chơi để giết thời gian. Anh thích cái này. Dạ. Theo quan điểm của em thì em nghĩ người bạn trai của em có cần về trình độ học vấn như thế nào? Theo anh quan trọng không? Theo anh thì không quan trọng. Em thì đối với em không quan trọng vấn đề đó, chủ yếu là người nam có định hướng tương lai rõ ràng và biết mình cần gì và điều gì là quan trọng nhất và mình sẽ làm gì để được điều đó. Có nghĩa là cái mục tiêu đó là em bắt bạn nam đó là phải có cho em và giải quyết từng mốc cho em. Dạ không. Hay là mình chỉ cần có chí hướng tới đó là ok được rồi, còn làm được hay không cái vấn đề đó là tính sau. Thì em cũng muốn lắng nghe và chia sẻ người bạn nam đó có cái suy nghĩ như thế nào thôi, còn mọi suy nghĩ của mỗi người thì em không có can thiệp được. Nói chuyện hẹn hò tình yêu đi. Dạ. Nãy em có nghe anh họ nói là anh ngại giao tiếp phải không ạ? Đúng rồi. Là như thế nào vậy anh? Có nghĩa là khi gặp người lạ thì thường anh không có nói chuyện nhiều. Tại hoặc sao? Là cũng không. Cái gọi là tính cách rồi. À. Có thể là em nhìn ngoại hình của anh thì có vẻ là nhìn cũng xì tin. Nhưng mà thực ra bên trong nó khác. Khác là sao anh? Có nghĩa là bên trong anh sống nội tâm hơn, anh lại suy nghĩ hơi bị nhiều, có thể là hơi cụ non luôn á, cho nên em nghĩ chóng mặt rồi em. Dạ. Thí dụ như anh gặp một người, ví dụ anh không có bắt chuyện, ví dụ người khác bắt chuyện anh có trả lời lại không ạ? Người khác bắt chuyện thì anh sẽ trả lời. Em thấy anh như thế nào? Hay thế nào là sao anh? Có nghĩa là theo như cái hình mẫu của em á thì em thấy anh có được hay không? Theo như chị Cát Tường cho 6 điểm thì em cũng ổn. Là bấm nút phải không em? Dạ, để xíu trả lời sau được không ạ? Rồi, kết thúc. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm và quyết định. Các bạn nên nhớ rằng khi ta bấm nút là chúng ta quyết định một điều gì đó trong cuộc tương lai có thể là rất quan trọng. 3 2
Một, hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Dù sao thì cũng đã hẹn hò với nhau và hy vọng trong những cuộc hò đó chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Chúc hai bạn thật nhiều may mắn và hạnh phúc sẽ đến hai bạn. Đây là những món quà chương trình dành cho bạn, vé xem phim. Trong đoạn phim ta sẽ có nhiều thời gian lãng mạn hơn để tìm hiểu nhau. Lý do tại sao bạn bấm nút? Em muốn có một cơ hội. Còn bạn? Em thì muốn cái cho nhau một cơ hội để cái mối quan hệ này nó đi xa như thế nào. Thì cũng muốn xem như vậy. Đây là món quà dành cho hai bạn. Chúc hai bạn sẽ tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống của mình. Cảm ơn các bạn đã tham dự chương trình. Chúc bạn xem phim tốt. Mời bạn Nam. Mời bạn. Mời bạn nữ. Rồi, em giới thiệu về mình đi. Dạ. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Dạ em. Chị Cát Tường. Chào bạn nữ và cùng toàn thể mọi người. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Đăng Tuấn, sinh năm 1997, quê ở Thanh Hóa và hiện tại thì đang làm việc ở Trung đoàn 97 ở thành phố Cần Thơ. Em ở Cần Thơ với ai? Dạ em ở trong quân đội luôn. Dạ trong đơn vị luôn. Đúng ạ. Còn nhà vẫn Thanh Hóa. Đúng rồi. Bao lâu mới về Thanh Hóa một lần? Dạ em thì mới ra trường và về đây làm việc được hơn 2 tháng. Mới có 2 tháng thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi xin mời bạn bên đàn gái. Rồi mời em gái giới thiệu. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường. Rồi em. Em chào anh em kế bên. Chào quý vị khán giả. Em tên là Thanh Thanh. Thanh. Dạ. Năm nay em 23 tuổi. Quê em ở Quy Nhơn. Em mới vô Sài Gòn được 3 tháng ạ. Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng tại công ty quảng cáo. Và bây giờ em đang sống ở Thủ Đức ạ. Mà đang sống với ai? Dạ em đang hiện tại là đang vừa rồi thì em ở chung với chị nhưng mà bây giờ thì em chuyển ra em ở riêng rồi. Mà động lực nào mình từ ngoài quê vào đây làm việc là do mình muốn thay đổi chỗ, mình muốn phát triển sự nghiệp hay là như thế nào? Dạ thật ra là em muốn phát triển bản thân, em muốn thay đổi môi trường. Thí dụ bây giờ thay đổi, mình mới ở thành phố mới có 3 tháng cũng chưa có gắn kết gì nhiều, ví dụ mình thuyên chuyển luôn, mình xin việc làm ở dưới Cần Thơ xuống dưới đó làm được không? Xuống dưới Cần Thơ rồi chị. Đúng rồi, Cần Thơ bây giờ ta nói Cần Thơ gạo trắng nước trong. Dạ yeah. Thành phố lớn. Em xuống Cần Thơ cũng được, chỉ cần em có lý do thôi. Đúng rồi. Thế là cơ bản là vẫn có thể được, đúng không? Dạ yeah. Rồi. Bên đàn trai sẵn sàng tạo lý do cho đàn gái xuống dưới. Còn một điều nữa là như vậy là đàn gái là hơn đàn trai 2 tuổi thì không biết bạn trai có e ngại gì không? Dạ em nghĩ là tình yêu thì không phân biệt tuổi tác chị ạ. Rồi vậy hết tự tin lên nha anh. Dạ. Anh em. Rồi bây giờ em thử em hỏi bạn gái một điều gì đó chị nghe coi. Bạn em ơi. Tự tin là mới nói vừa không có vấn đề. Anh ơi đến tìm người yêu nha anh, không phải đến tìm bạn nha anh. Em ơi em nghĩ như thế nào khi mà mình yêu một người ít tuổi hơn? Anh em ơi, em nghĩ như thế nào khi mà anh ít tuổi hơn em? Dạ, nếu mà yêu một người ít tuổi hơn thì người đó cần phải có suy nghĩ trưởng thành, suy nghĩ chín chắn, không phải là vẫn tuổi trẻ nhưng mà vẫn tính trẻ con thì em cũng không thích. Em có chín chắn không? Em nghĩ là em đủ có trưởng thành chưa? Em nghĩ là em cũng đủ trưởng thành để... Đúng rồi, bởi trong môi trường quân đội thì rất là chín chắn ha. Yên tâm đi em gái. Dạ. Cho dù có lớn hơn mấy tuổi bên đây cũng là có thể là anh được rồi đó. Điểm rồi, mạnh, điểm bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm của mình đi. Em thì ưu điểm của em là một người có trách nhiệm. Trách nhiệm. Dạ. Và tính tình thì hiền lành. Dạ. Hiền lành và có biết nấu ăn nữa. Biết nấu ăn, dạ. Hiền lành. Rồi, khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em ấy là em ít nói, kiểu mà ít nói quá thì thành ra là kiểu cảm giác nó khó gần ấy. Và một cái nữa là nóng tính, nói đúng hơn là thẳng tính ấy. Thẳng tính, ít nói. Đó. Rồi, mời bạn gái. Dạ, ưu điểm của em thì em nấu ăn khá là ổn. Em có trách nhiệm trong công việc, nói chung là mọi việc mà em làm thì em sẽ đều làm hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tốt. Với lại em là một người khá là
lạc quan vui vẻ, luôn nghĩ theo những điều cực. Có khuyết điểm gì không em? Khuyết điểm của em thì đôi khi là em hơi tự ti. Với lại tự ti về gì? Tự ti về ngoại hình bản thân thôi chị, cũng không có gì. Với lại em cũng hơi ít nói. Trời ơi, hai người người nào cũng ít nói hết, làm sao hiểu nhau? Phải cởi mở ra, phải nói chuyện thì mới hiểu được nhau chứ, đúng không? Dạ. Cố gắng, mình biết cái đó khuyết điểm của mình cố gắng. Bạn trai cũng vậy nữa, đã ít nói mà còn nóng tính, ai chịu đời cho nổi. Phải cố gắng nói nhiều lên một chút xíu nha em trai. Dạ. Rồi, tình trường thì sao nè? Em trai trải qua mấy mối tình rồi? Là em thì năm cấp 3 ấy, thì cũng có thích một người. Thì có thể gọi là tình yêu dấu kín rồi ạ. Còn kiểu mà tình yêu mà hai người đến với nhau thì chưa có mối tình nào. Chưa có luôn. Dạ. Vậy là đơn phương thôi phải không? Em yêu người ta đơn phương chứ gì? Dạ. Mà em có thổ lộ cho cô biết không? Dạ không luôn chị. Ít nói mà làm gì có thổ lộ đúng không? Kéo dài mối tình đó bao lâu? Dạ cũng gần 3 năm chị ạ. Rồi đất ơi, 3 năm yêu mà không dám nói. Hôm nay yêu có nói không? Dạ có chị. Có nha, một chút nữa mà yêu là phải nói nha. Không nói nữa là mất cơ hội luôn á. Bạn gái sao em? Tình trường như thế nào? Dạ em trải qua một mối tình chị. Em quen được gần 3 năm và chia tay cũng gần 1 năm. Cũng quen 3 năm, dạ. Tại sao chia tay? Có lẽ là trong quá trình quen thì có những cái mâu thuẫn mà hai bên không có giải quyết đó chị. Im lặng dần dần thì kiểu càng ngày càng xa nhau. Không có vậy, coi như là không có một cái nguyên nhân chính, mà tại vì mình do mình không chia sẻ nhiều cho nên đó em thiếu thấy, sự chia sẻ. Em thấy cái sự chia sẻ nó rất là quan trọng. Yeah. Mà muốn chia sẻ là phải nói, không nói làm sao chia sẻ. Yeah. Đúng không? Cho nên mình rút cái kinh nghiệm để cho cái mối tình sau của mình nó được tốt hơn. Đồng ý không? Dạ. Yeah. Ví dụ giờ mình không có phân biệt nam nữ, không có cần câu nệ, nếu bạn trai mình ít nói thì mình cũng có thể. Giờ coi như là em có kinh nghiệm trước rồi đó. Em cũng có thể gợi giúp cho ảnh chút xíu, được không? Dạ yeah, được. Rồi. Vậy là khỏe rồi ha, hai bên là có khuyết điểm rồi. Yeah. Bây giờ em gái, bây giờ em thích người đàn ông như thế nào? Để xem giống mình đàn trai không? Chào em. Dạ em thích người đàn ông cao to một xí. Cao to chút xíu. Cái này chắc cũng hơi cao cao và cũng hơi to to thôi, vừa người thôi. Dạ với lại dễ thương. Dễ thương, có dễ thương. Hiền lành. Hiền lành. Ừ. Rồi có lập trường riêng. Bộ đội chắc chắn có lập trường. Nếu mà nấu ăn ngon thì càng tốt. Bên đây nấu ngon, nấu được. Dạ với lại không hút thuốc, không nhậu nhẹt quá nhiều. Có không? Dạ hút thuốc thì em không hút thuốc. Còn nhậu thì em biết nhậu chứ em không thích nhậu. Ừ. Biết thôi, nhậu dạ. Giao lưu thôi. Còn gì khó hơn nữa không? Khó hơn hả anh? Trung thủy. Trung thủy. Tới giờ mà còn chưa có người yêu là trung thủy rồi. Không, một đơn mối phương tình mà 3 năm trời đó. Với lại trong tình yêu thì em cũng muốn bạn nam chủ động. Bạn ít nói. Thôi coi như hồi xưa là trâu đi tìm cọt, bây giờ nó bình đẳng. Cọt lâu lâu cũng ghé tìm trâu chút xíu được không? Dạ được anh. Ừ thoải mái thế. Được rồi đó ha. Anh thấy đưa ra những tiêu chí đó thì đàn trai có thể đáp ứng được 90% trở lên. Dạ. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Em không thích thì em không thích lăng nhăng. Với lại kiểu nghe lời mẹ quá chị. Trời ơi mẹ người ta phải nghe lời chứ làm sao. Dạ giống như là không có cái chính kiến của mình mà cứ theo ý của người khác. Em có nghe lời mẹ không? Dạ có. Có, ai cũng nghe lời mẹ. Ai cũng nghe lời mẹ. Dạ đó. Nghe lời được nhưng mà đừng có kiểu phụ thuộc vào luôn á chị. Mẹ nói đôi khi sai mình cũng phải nghe nữa. Nhưng có một điều thí dụ giờ mẹ kêu đi mua cá, vợ nói không đi, em sẽ mua hay là không mua? Em sẽ nghĩ là mẹ muốn mua món gì và vợ muốn mua món gì em sẽ mua cả hai. Mua cả hai luôn. Cái lời cũng khôn quá. Đây là những những câu hỏi mà theo ý chị nghĩ là muôn đời các cô vợ, các bạn gái đừng nên hỏi. Thôi chứ khó trả lời lắm. Cũng đừng đưa ra cái câu mà đừng nghe lời mẹ quá. Anh nghĩ rằng cái tiêu chí đó bỏ qua đi. Dạ nha. Không được. Bỏ qua đi em. Có nghĩa là người đàn ông phải là khéo léo để mà kết nối mối quan hệ tốt giữa mẹ chồng nàng dâu. Chứ không có ai vô chưa chơi kêu anh đừng nghe lời mẹ. Em có nghe lời mẹ em không? Dạ có chị. Tại sao em nghe lời mẹ em? Em không cho người ta nghe lời mẹ người ta. Dạ. Với lại chị nói em nghe người chồng, người đàn ông em nhìn người ta, người ta có hiếu với ba mẹ người ta thì người ta mới yêu thương gia đình. Dạ. Chứ bây giờ cái người đàn ông mà nó mẹ nó mà không còn không có hiếu nữa làm sao yêu thương em? Người sinh ra mình còn không biết nghe lời, không yêu thương thì làm sao yêu thương em được? Dạ. Đúng không? Cho nên mình đừng có nói cái ý đó ra.
không hay. Dạ. Nhưng mà mình từ từ mình phải làm sao để mà mình có gì mình thỏa thẻ mình nói với chồng, để chồng mình là cái cầu nối giữa mình với mẹ chồng cách tốt nhất. Dạ. Bây giờ thời buổi hiện đại rồi, không có như ngày xưa đâu. Mẹ chồng bây giờ thương con dâu dữ lắm nha. Dạ. Rồi đi làm dâu được không? Dạ được chị. Được ha, tốt. Rồi, chào em, trời dễ thương quá ha. Rồi em thích mẫu người bạn gái như thế nào? Mẫu người bạn gái của em thích thì là em muốn một cô bạn gái là biết quan tâm, biết chia sẻ. Dạ. Cô ấy hoạt ngôn một chút. Dạ. Còn về ngoại hình ấy thì không thấp quá. Dạ. Mà càng xinh càng tốt. Càng xinh càng tốt, dạ. Đơn giản không? Càng xinh càng tốt. Dạ. Rồi. Cái em nói cụ thể công việc hồi nãy em ở trong quân đội là em làm công việc gì? Sao em ít nói quá vậy? Dạ. Em làm công việc gì? Em thì được phân công vào trong xưởng bảo dưỡng kỹ thuật. Thì công việc chủ yếu là bảo dưỡng. Và cụ thể chủ yếu hơn là thông điện, kiểm tra, vệ sinh, sửa chữa, khắc phục hỏng hóc những cái thiết bị phổ biến điện tử. Suốt ngày làm việc với máy móc không vậy hả? Dạ. Hơi khô khan, dạ, mình ướt át lên chút xíu. Tại vì mình trẻ mà, mấy cô gái trẻ bây giờ là thích được chiều chuộng, thích được ngọt ngào. Cho nên cố gắng một chút xíu ha. Dạ. Quyết tâm lên, nếu mà bây giờ thích là mình phải nói thích. Dạ. Để cho người ta biết chứ không mình mất cơ hội. Dạ. Nhưng mà còn nhỏ quá vậy thì bây giờ thí dụ như em định là bao lâu thì mình mới đi tới cái hôn nhân được? Em nghĩ là khoảng thời gian mà yêu nhau ấy thì mình để mình trưởng thành hơn. Có thể là trưởng thành hơn, có thể là 2-3 năm thì mình trưởng thành ổn định thì có thể tiến tới hôn nhân. 2-3 năm là được ha. Dạ. Rồi chị cũng hy vọng là được. Bạn trai rất dễ thương, rất là cute. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nghe lời tư vấn từ bên đàn trai trước nha. Mời đại diện đàn trai. Lời đầu tiên xin chào anh Nguyễn Linh, xin chào chị Cát Tường. Dạ. Xin chào bạn Thanh Thanh cùng chơi, và xin chào đại diện nhà gái và quý vị khán giả trong trường quay. Thì về nhìn nhận đánh giá riêng về chỗ em Tuấn á, thì trong quá trình công tác thì em luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên khen thưởng. Và trong quá trình công tác cùng với đồng chí Tuấn á, thì Tuấn này rất là thẳng thắn, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Thì riêng cái điểm này thì em cũng yên tâm. Về cái mức độ chung thủy thì anh nghĩ là yêu một mối tình đơn phương 3 năm thì em nghĩ là anh nghĩ thì cái mức độ chung thủy sẽ giống như cái tiêu chí của em nghĩ. Và cái ưu điểm nữa là bạn biết nấu ăn, cũng giống như em cũng sở thích. Hai người rất là, nhìn nhận đầu tiên của anh là hai người chiều cao là rất hợp nhau là thứ nhất. Thứ hai là biết cùng nấu ăn, là cùng sở thích. Anh nghĩ là hai bên sẽ nên cho nhau cơ hội. Và cái khuyết điểm của em Tuấn á, là ít nói, cho nên mọi người cảm giác là ít, cảm giác chưa có thân thiện lắm. Nhưng mà khi mà sống cùng với Tuấn thì mới hiểu được, ít nói thôi nhưng mà rất là sống bằng hành động. Ít nói nhưng mà hành động, là con người của gia đình. Anh nghĩ là hai bên nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Chúc hai em sẽ tiến tới xa hơn. Xin hết. Cảm ơn đại diện đàn trai. Mời đại diện đàn gái. Rồi hôm nay em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ và chị của em. Với lại một anh đồng nghiệp. Cho chị gặp mẹ em trước nha. Dạ chào cô. Chào cô. Chào MC Quỳnh Linh và MC Cát Tường. Dạ. Chào toàn bộ khán giả trong phim trường. Chào phía Đăng Nam. Tên tôi là Phạm Thị Tình, mẹ của Thanh Thanh. Thanh Thanh ở nhà thì cũng hiền, nói chung công việc gì cũng làm được hết. Chứ mà có cái là ít nói, ít chia sẻ. Còn bạn Nam bên đây thì mẹ thấy cũng được con. Chứ mà không biết bạn cái ngày là Thanh lớn tuổi hơn không? Sao cô nói lại? Có ngại lớn tuổi hơn Thanh kia lớn tuổi hơn không? Không, con không ngại cái việc lớn tuổi hơn. Rồi con mới ra trường, mới đi làm thì liệu con đã lấy vợ được chưa, đã lo được cho gia đình chưa? Thì con cũng nói là từ giống khi nãy đó, thì trong thời gian yêu nhau thì lúc đấy thì hai người sẽ trưởng thành hơn. Và nếu mà 2-3 năm độ trưởng thành mà ổn định được thì sẽ tiến tới hôn nhân. Rồi cô hỏi chút, giờ thử con lấy vợ thì con lập nghiệp ở đâu? Thì con đã được phân công về Cần Thơ làm việc thì con sẽ lập nghiệp ở Cần Thơ. Con lập nghiệp ở trong Nam đây luôn hả? Dạ.
cuối cùng thì cô cũng chúc cho chương trình càng ngày càng phát triển thôi. Dạ, cảm ơn cô. Thôi bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Rồi, mời hai bạn. Em muốn qua vậy. Dạ. Xinh xinh nhỏ nhỏ giống nhau ha. À, khi mà mở rào ra thì anh thấy em rất là dễ thương. Dạ, em cảm ơn ạ. À, công việc của em thì bây giờ hiện tại thì đang đi làm thì thứ bảy chủ nhật mình được nghỉ đúng không? Dạ đúng ạ. Không biết là anh làm trong đó thì có thời gian nghỉ không ạ? Có thời gian để ra ngoài. À, anh làm trong đấy thì cuối tuần thì thứ chủ nhật thì anh cũng được nghỉ. Dạ. À. Vậy thì mình hẹn hò thì như thế nào? Anh có sắp xếp được thời gian không? Anh nghĩ là nếu mà chúng mình tiến tới hẹn hò ấy, thì anh sẽ trình bày với về phía đơn vị. Thì về phía đơn vị cũng sẽ tạo điều kiện cuối tuần thì chúng mình có thể được gặp nhau. Dạ. Với lại em có một câu hỏi muốn hỏi là nếu như mà trong lúc mà quen nhau thì ví dụ có những cái mâu thuẫn hay là cãi nhau gì đó mà em im lặng thì anh như thế nào? Ý là em sẽ không nói chuyện với anh. Không nói chuyện à? Thì anh sẽ làm gì để em em vui vẻ trở lại? Thì anh sẽ trình bày nói ra cái thật lòng của mình là muốn em vui vẻ hơn và có thể dùng những cái hành động hoặc là những cái khác để giúp em vui hơn. Dạ. Hành động gì? Thí dụ giờ coi cổ đang giận đi, em hành động gì? Cái này khó. Có tài lẽ gì không? Có thể hát nào? Thí dụ vậy chẳng hạn. Giờ em giả bộ em giận đi đó. Thí dụ ngọt cổ không? Cổ đang giận đó. Thông cảm, ta chưa có kinh nghiệm. Suy nghĩ đi em, giờ mình làm gì? Ca hát, nhảy múa, kể chuyện cho cổ nghe hay là nói ngọt dỗ dành cổ như thế nào để cổ bớt giận? Nè, em sẽ hát cho cổ ấy nghe. Rồi bây giờ cổ đang giận đó, em hát đi. Sẽ hát bài Suy nghĩ trong anh. Rồi. Ta giận á, đến gần gần hát. Tuấn, đến gần gần hát. Cổ đang giận á, đến gần gần hát. Đứng lên, đến gần gần hát. Đứng đi, đúng rồi. Dạ, đó lên. Gần gần đó. Quay mặt ra phía trời trước ơi, nè. Trời ơi, sao vô nè, đưa móng ra khán giả vậy. Đó, nhìn cổ Tuấn, bắt đầu. Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Những... Em đứng em hát vậy tới sáng ta cũng hết giận, đứng sùi lơ. Hát vậy sao? Hát phải thể hiện thế nào chứ? Tiếp không? Tiếp tiếp. Tiếp đi Tuấn. Dạ thôi. Có thể nắm tay nói chuyện gì đó em. Dạ được, nắm tay luôn à? Ừ, được. Nắm tay hát luôn. Nắm luôn đi Tuấn. Rồi, quay mặt ra phía trước, quay lưng phía sau Tuấn. Đó, đúng rồi. Rồi nắm tay nhìn thẳng vào mắt hát, nói gì đi. Thôi anh sẽ hát lại. Dạ. Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Để cô ấy cười rồi. Đó, cười rồi đó, cười rồi đó, được rồi đó. Dạ. Được. Mừng quá, cười rồi, thành cười công rồi đó. Thế chưa Tuấn? Dạ. Mạnh mẽ ta nắm tay chứ, đưa hát xùi lơ em muốn. À, bạn gái muốn hát, đáp lại cho hát anh không? Hát sáng ta không hết giận dạ, nữa. Dạ, có chị, em rồi. Có chuẩn bị một bài hát. Ngắn thôi ạ. À. Rồi, ngắn thôi, mời em. Dạ. Nhiều khi vui vơ em lại rất muốn nhân tình, rằng em nhớ anh mỗi ngày. Giờ mình chẳng nhận ra khoảng cách của đôi mình là nhiều giờ trên máy bay. Vì em đây chỉ là một cô gái đang yêu, chỉ có biết nhớ anh rất nhiều. Dù trời mưa hay nắng to, trái tim này chỉ biết nhớ nhung.
Người con trai mà em nhớ thương là một chàng trai Việt Nam dễ thương. Lần đầu tiên gặp nhau anh đã cho em vấn vương. Và em chỉ là cô gái phương xa đến bị cách nào đây để nói ra. Chỉ bị dùng một lời từ lâu mà em đã rất thân quen. Em yêu anh nhiều lắm và em sẽ nói cho anh nghe là bao yêu thương say đắm, không như gió mây thoáng qua. Hãy đưa đôi tay em nắm, hãy cùng bên nhau hạnh phúc trăm năm. Hãy đặt bờ môi lên bờ môi để đôi mi nhắm. Người yêu ơi, yêu mình em được không? Từ giờ và sau này xua lạnh hơi đêm mùa đông. Là ngày ta xuân vầy, con tim hao gầy. Tình yêu đông đầy, hãy để em chứng minh cho anh thấy. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai, đâu có sai đâu. Không là em thì ai, để em đưa anh về. Một tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chê. Bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu em nhé, baby. Giờ làm chồng em nhé, baby. Ý anh sao? Ý anh sao? Ý anh sao? Anh đồng ý. Hả? Anh đồng ý. Nhìn kia kìa. Đồng ý vô đây. Hả? Anh đồng ý. Ý em đồng, anh đồng ý. Ý em đồng ý, anh đồng ý đúng không? Dạ. Là đặt bờ môi lên rồi khép mi lại để nhìn đó, được không? Dạ, được ạ. Em có dám đặt bờ môi lên môi cô ấy không? Dạ, nếu cô ấy cho phép ạ. Được. Rồi. Bây giờ nói chút xíu về... Sau một chút xíu, mình bàn một chút xíu cái kế hoạch về... quan điểm về tình yêu hay là kế hoạch kết hôn đi. Một cái gì đó nó cho cổ cảm thấy yên tâm. Tại vì tụi em còn trẻ mà lại ở xa nữa. Phải có một cái chốt, một cái câu chuyện, phải có cái hồi kết thúc thì để người ta mới quyết định bấm nút được, đúng không? Mời hai bạn. Dạ em muốn hỏi tí là dự định trong tương lai của anh là vẫn làm trong quân ngũ hay là có một cái hướng đi khác không ạ? Anh nghĩ là anh phục vụ lâu dài trong quân đội. Dạ. Nếu như mà anh cứ hỏi em. Em nghĩ như thế nào về việc nếu mà yêu một người bộ đội như anh mà kiểu thiếu không được bên cạnh em thường xuyên ấy, thì em nghĩ như thế nào? Em nghĩ là không bên cạnh thường xuyên đó là do đặc thù của công việc. Quan trọng là anh quan tâm đến em, dành tình cảm cho em thì vẫn có thể gọi điện qua video call hoặc là nhắn tin hoặc là chỉ cần những tin nhắn hỏi thăm nhau hàng ngày thôi là được. Thể hiện được là anh còn quan tâm đến em và anh có tình cảm với em. Anh cũng mong có được cô bạn gái mà có bạn gái mà hiểu thông cảm cho anh được như vậy. Về cái công việc của em ấy thì cái công việc của em ấy thì có được nghỉ thứ bảy chủ nhật đúng không? Dạ. Thí dụ như em có thể tìm được một công việc của cho cổ làm ở dưới Cần Thơ, có thể cổ sẽ dời đó, tại vì cổ mới ở đây có mấy tháng à. Dạ. Thử hỏi cổ coi, nhắm coi mình có giúp cổ xin việc gì ở Cần Thơ được không? Em nghĩ như thế nào nếu mà có một công việc mới ở Cần Thơ? Dạ thế nào? Ở Cần Thơ ấy, ở Cần Thơ nơi anh làm việc luôn ấy. Nếu như mà chuyển công việc về Cần Thơ thì em nghĩ là phải có một công việc ổn định với lại có thu nhập đủ để nuôi gia đình sau này. Với lại nếu mà tình cảm của em với anh đủ lớn có thể đi đến với nhau được thì em nghĩ những vấn đề đó cũng không quan trọng. Rồi. Bây giờ chúng ta nói một câu gì đi, em nói một câu gì với cô ấy, sau đó chúng ta tiến hành bấm nút. Dạ. Câu gì mà cái tim em đang mách bảo? Khi mà bức rèm này kéo ra thì anh thấy em rất là dễ thương. Và anh dám chắc với em rằng anh sẽ làm được nhiều hơn những gì em thấy trên sân khấu. Và nếu em cho chúng ta một cơ hội thì thời gian sẽ chứng minh cho em thấy điều anh nói là sự thật. Dạ. Hay. Tuyệt vời. Đấy. Tạc tay vào nút bấm đi bạn. Anh ấy nói rất ít nhưng mà câu nói rất là chất lượng. Để tay vào nút bấm đi Tuấn.
Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Đây là giờ phút quan trọng, chúng ta cũng đã có ít phút để trao đổi. Có thể không hiểu được hết, nhưng phần nào cũng cảm nhận được đối phương có phù hợp với mình hay không, có phải là một nửa mình đang tìm kiếm hay không. Và khi chúng ta quyết định bấm nút, có nghĩa là chúng ta phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó, là trao cái duyên cho người đối diện. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Rồi, hai. Hôm nay có mẹ của bạn gái. Mình hứa với mẹ điều gì đi. Rồi xin mẹ chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau đi. Dạ. Con cũng xin phép cô cho con cùng với bạn được hẹn hò với nhau. Và con hứa với cô thì con sẽ không làm cho bạn buồn. Micro đi cô. Con người Bắc mình con có gia trưởng không? Sao con có gia trưởng không? Dạ, con nghĩ là con không gia trưởng. À, à. Cô vậy cho cô cũng không thích đàn ông gia trưởng quá. Với nữa con là ở Thanh Hóa. Dạ, con Thanh Hóa. À, là con vô rõ, vô là con lập nghiệp ở Cần Thơ luôn hả? Đúng ạ. À. Được không cô? Đó, xin đồng ý hẹn hò được không? Được. Được rồi. Hai con tiến hành thôi. Tiến hành thôi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Rồi, một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay gặp gỡ tại sân khấu bạn muốn hẹn hò. Đẹp trai mà. Nhưng mặt cũng có nét giống nhau đó. Đó. Đẹp trai mà ít nói nhưng mà nói là chất lượng ha. Đấy. Chúc mừng hai bạn nha. Rồi, đây là quà. Nắm tay nhau thật chặt. Đây là quà của bạn. Còn cái này cũng của bạn. Nên đây thì em cũng xin phép được cảm ơn về phía chương trình, phía bên nhà trai đơn vị đấy, cũng như là bên nhà gái đã tạo điều kiện giúp đỡ em được gặp bạn nữ và có cơ hội tìm hiểu. Và em cũng xin phép được chúc chương trình cũng như là phía nhà trai đơn vị cũng như phía nhà gái cũng như là tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Rồi, thay mặt mọi người cảm ơn em. Hai đứa nắm tay nhau đi. Nắm tay nhau đừng buông ra. Chúc hạnh phúc nha. Dạ, em cảm ơn. Tranh thủ tìm hiểu nhau chút xíu trước khi về Cần Thơ nha. Nhìn kỹ vậy mà nó không để ý gì người ta. Chưa rồi, anh nhanh ăn cơm nha.